Em xin chào cả nhà. Hôm nay em lại lên thực hiện theo đúng lời hứa của coi như là bốn vị đang vận tải chiếc xe Ford này. Và bốn vị khách này yêu cầu Lê Tuấn lên quay lại chiếc xe Ford 4600 vừa gỗ mọt đồng tốc. Và chiếc Ford 4600 này hiện bây giờ đang nằm ở đây bên chiếc máy cày này là 70 triệu của hai dàn chảo. Và chiếc máy cày này thì tí nữa mình quay sau cho mọi người, còn giờ mình quay nhiệm vụ quay cho bốn vị đại ca yêu cầu. Thì chiếc xe này là T4 đấy quý vị, T4 này đây, Ford T4 nha, đây là T4 nè, đấy T4 nè, 4600 T4 đấy, 4600 T4 rồi, kỹ lưỡng 4600 có thắng hơi, có thắng hơi, số trợ lực, số cơ, engine, máy móc đang còn y nguyên. Chủ nhà cam đoan luôn với chúng ta là máy zin luôn, chưa bung. Đấy. Thông số của vỏ ruột thì thông số của cái này là coi như là 18430. 18430 đây quý vị. Đây, 18430. Rồi, thông số la răng thì la răng này nó khác với các la răng khác. Nhưng mà cũng 8 ốc. Rồi. Đấy, hôm nay chiếc xe này vừa đi làm về xong thì Lê Tuấn lên quay. Đấy. Đồng tốc. Một tí bò. Xe tình trạng đang còn sử dụng, xe đang kiếm tiền. Và là mình mới đi vừa về xong thì mình lại luôn, mình đứng. Đấy. Thì hôm nay lên đây thì chủ yếu là thực hiện quay lại cho nó kỹ lưỡng cái dàn này. Thì đây, cái dàn khung cho kỹ lưỡng cho cả nhà chúng ta xem cho kỹ lưỡng. Đấy. Đấy. Thì đang còn ngon. Nói chung là tất cả mọi cái chi tiết thì đấy, vừa rột đang ok luôn. Đấy, vừa rột cầu nhất ok. Đấy, alo. Bạn đang ngon luôn, đang đi làm. Có mẹ là ở trên này vùng đá đấy em. Đôi khi là mẹ cháu là chuyện bình thường, nhưng mà có một tí thôi. Mấy lỗ chốt thì nói chung là đang ok, nhưng mà có hai lỗ nó bị hơi chảy một tí. Có hai lỗ chảy. Đấy, đang còn ấy thì gặp điện thoại tí nên cả nhà thông cảm một chút. Không biết là cái hình như cái này có đầu, có giấy tờ đó quý vị. Đây này, xe này có giấy tờ luôn quý vị. Hôm trước mình có nói rồi đấy. Đây, giá hơi cao, giá cao quá cho nên là bây vẫn đang còn nằm đây. 225 thì bây giờ vẫn còn nằm đây. Chứ nếu như nó tầm có 170 cả trăm mấy thì sao đã xong từ lâu rồi. Đã có người đại ca trước rồi. Đấy quý vị. Đấy. Nói chung xe này thì bao rin, chiếc chủ nhà nói bao rin, nhưng mà giá mà 225 thì nó cực kỳ là cao, cho nên không đến tay được tất cả các chúng ta. Mình cũng nói thật, mà mình cũng đã nói với chủ vào xuống, nhưng mà chủ không chịu. Chủ vẫn được giá đó thì chủ làm bấy, đúng rồi. Bởi vì một ngày chủ làm 1 triệu. Thế bây giờ xe này là một ngày làm 1 triệu, cứ khi là hơn 1 triệu. Rồi chủ chạy luôn. Chủ mà chạy luôn thì cái tiền chủ là đã là 700 chạy theo chuyến.
Có khi có ngày chủ được triệu, còn chưa nói đến mọc chở. Đấy, nó tùy theo góc độ. Đây cặp vỏ thì ngon luôn. Chủ nói là cặp vỏ là rin luôn. Đấy. Thế nhưng là mới đáp lại tí cái này. À là. Nhưng mà không sao, vẫn được. Đây, mọc này là mọc 4 mét, nhưng mà đôn thêm là thành 4 mét rưỡi. Mọc 4 mét rưỡi, rộng 2 mét 3. Đấy, cao 1 mét 7. Đấy. Đấy. Chủ nhà có hai con, có cả con máy cày nữa, bán luôn con máy cày này. Con máy cày này thì là giá 70 triệu. Có một dàn chảo 3. Đấy, và một dàn chảo 6 đây. Đấy. Giá 70 triệu. Rồi ok, bây giờ Lê Tuấn cũng đã review xong cho cả nhà rồi. Đã đời nhiều đại ca hỏi là đời nào thì bảo là đúng cái đời T4. Đấy, như trong video Lê Tuấn cũng đã quay rồi và nói rồi, nhưng mà chị hỏi là đời của nó là đời T4. Đấy. Đấy, đùi to. Đấy. Rồi ok nhá, mình xin dừng tại đây, xin chúc cả nhà chúng ta nhá. Xin hẹn video sau. Xin cảm ơn tất cả những người đã đăng ký kênh và những người đang theo dõi. Xin cảm ơn.